Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu túi dâu dùng để đựng phụ kiện cho bé như thế này. Ở hai bên túi thì mình có tạo hai cái đầu dây như thế này để bé có thể đeo chéo vào thân ha. Trên miệng túi thì mình có tạo các cái họa tiết lá cũng như là sợi dây để mình có thể cài điều chỉnh cho cái phần cổ túi. Ở phần thân túi thì mình sử dụng mũi nửa kép để móc và có móc trực tiếp luôn các cái họa tiết chấm này vào trong cái phần thân túi cho phần thân túi của mình nó tương tự như trái dâu hơn ha. Đây, mẫu túi như thế này. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, kim móc mình sử dụng kim móc 3.0 mm, thì đầu kim này mình sử dụng để móc cái phần thân túi và độ dày của đầu kim này nó sẽ to hơn sợi len 1/2. Ngoài ra còn có kim hai đầu, ở đây mình dùng đầu số 4 nè. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng một loại kim 3.0 cũng được ha. Mình sử dụng loại kim này để mình móc các cái sợi dây cài nè, các cái sợi dây điều chỉnh như thế này cho cái sợi dây của mình nó được nhỏ và chắc chắn hơn. Kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc phần thân túi trước, từ phần đáy đi lên cổ túi cũng như là móc các cái họa tiết chấm này vào trực tiếp trong phần túi ha. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc cho mình vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau. Móc đơn thứ nhất, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm và móc đơn thứ 6. Khi đã được 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau thì các bạn nắm cho mình sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn của mình nhỏ lại. Sau đó đâm kim vào cái chân móc của mũi đơn đầu tiên mà ta gây nên á. Đây là chân móc của mũi đơn đầu tiên nè. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi móc đơn ha. Khi đã được một mũi móc đơn cho chân móc đầu tiên của cái vòng tròn nhỏ ở phía dưới rồi á, thì cái chân móc đó các bạn tiếp tục móc cho mình một mũi nửa kép vào đó. Tức là chân đầu tiên ta sẽ có hai mũi móc ha. Một mũi móc đơn và một mũi nửa kép. Và lúc này cái vòng móc của mình nó sẽ bắt đầu móc xoắn ốc và ta không có điểm kết thúc nè. Chân móc thứ hai của cái vòng tròn phía dưới cũng tương tự, móc cho mình hai mũi nửa kép vào đây ha. Nửa kép thứ nhất và nửa kép thứ hai. Chân móc thứ ba cũng tương tự như chân móc thứ hai, cũng móc vào đây hai mũi nửa kép cùng một chân móc. Nửa kép thứ nhất và nửa kép thứ hai. Tiếp tục cho chân móc thứ tư móc vào đây hai mũi nửa kép. 1 2. Chân thứ năm cũng tương tự móc hai mũi nửa kép. Và cuối cùng chân móc thứ 6 của cái vòng tròn nhỏ phía dưới cũng móc vào đây hai mũi nửa kép. Như vậy là vòng tròn thứ hai của mình sẽ được 12 mũi móc vào 6 cái chân móc của cái mũi móc ở phía dưới ha. Thì ta có 12 mũi móc nè. Tiếp tục cái chân kế tiếp sẽ là chân móc đầu tiên, là cái chân móc của mũi đơn mà ta gây nên ở cái hàng móc thứ hai á. Cái chân móc này các bạn móc vào đây cho mình một mũi nửa kép. Đây, cái chân móc này nè. Cái chân móc của mũi móc đơn ở phía dưới á, móc vào đây một mũi nửa kép. Chân móc kế tiếp sẽ là chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới của cái mũi móc đơn và mũi nửa kép mà ta móc á, móc vào đây cho mình hai mũi nửa kép ha. Nửa kép thứ nhất và nửa kép thứ hai. Như vậy là ta vừa được một cụm chân móc cho hàng móc thứ ba nè. Một mũi nửa kép xen kẽ hai mũi nửa kép cùng chân móc. Thì tiếp tục chân móc kế tiếp móc cho mình một mũi nửa kép. Chân móc bên cạnh sẽ là chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới nè. Đây là hai chân cùng chân phía dưới. Chân móc thứ nhất và chân móc thứ hai nè. Đây là chân thứ nhất và đây là chân thứ hai. Thì chân thứ hai các bạn sẽ móc vào đây cho mình hai mũi nửa kép cùng chân móc ha. Móc vào đây hai mũi nửa kép. 1 và 2. Thì ở đây mình cũng được thêm một cụm, một mũi nửa kép xen kẽ hai mũi nửa kép cùng chân nè. Tương tự như cái cụm đầu tiên ha, của cái hàng móc thứ ba. Và cụm thứ hai cũng tương tự, một mũi nửa kép xen kẽ hai nửa kép cùng chân móc.
Thì tiếp theo các chân móc kế tiếp các bạn móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Khi gặp cái chân móc thứ hai của hai mũi cùng chân phía dưới nè, hai mũi móc cùng chân phía dưới, đây là chân thứ nhất và chân thứ hai nè, chân thứ nhất, chân thứ hai, thì cái chân thứ hai này ta sẽ móc hai mũi nửa kép vào đây ha, móc vào đây hai mũi nửa kép, một và hai, ta cũng được thêm một cụm xen kẽ. Và lúc này cái đường móc của mình nó sẽ bắt đầu móc xoắn ốc như thế này rồi, thì các bạn cứ làm tương tự cho mình, mỗi chân móc ta đều móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Chỉ khi nào mà ta gặp cái chân móc thứ hai của hai mũi cùng chân phía dưới á, đây là hai mũi cùng chân phía dưới nè, móc vào cái chân móc này hai mũi nửa kép. Chân móc kế tiếp là cái chân móc này, nó không phải là chân móc thứ hai của hai mũi cùng chân phía dưới, thì móc một mũi nửa kép. Chỉ khi nào mà ta gặp chân móc thứ hai của hai cái mũi cùng một chân ở phía dưới á, thì cái chân thứ hai ta mới móc hai mũi nửa kép ha. Như vậy là mình vừa được các cái cụm chân móc xen kẽ, một mũi nửa kép xen kẽ hai mũi nửa kép cùng chân nè. Tiếp tục chân móc kế tiếp móc một mũi nửa kép vào đây. Khi ta gặp cái chân móc thứ hai của hai mũi mà cùng chân ở phía dưới á, đây là hai mũi cùng chân phía dưới nè, đây hai mũi cùng chân, thì chân thứ hai này móc vào đây hai mũi nửa kép. Đây sẽ là điểm kết thúc của cái vòng móc thứ ba ha. Thì ở đây ta sẽ có 6 cụm nè, đây đây là một cụm một mũi nửa kép xen kẽ hai mũi nửa kép ha. Tiếp tục là cụm thứ hai nè, cụm thứ ba, cụm móc thứ tư, cụm móc thứ năm và cụm chân móc thứ sáu. Từ đây ta sẽ tiếp tục móc hàng móc tiếp theo, và cái hàng móc của mình nó đang móc xoắn ốc như thế này thì các bạn cứ móc tương tự cho mình ha. Cứ mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Chỉ khi nào mà ta gặp cái chân móc thứ nhất của hai mũi cùng chân phía dưới á, đây cứ mỗi chân móc là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc nè, chân bên cạnh cũng một mũi nửa kép nè. Khi mà ta gặp chân móc thứ hai của hai cái mũi cùng chân ở phía dưới á, đây là hai mũi cùng chân phía dưới nè, đây là chân móc thứ nhất và chân móc thứ hai, thì cái chân thứ hai luôn luôn móc cho mình vào đó hai mũi nửa kép ha. Thì việc phân biệt cho các cái mũi móc còn lại cũng rất là đơn giản, các bạn cứ móc mỗi chân móc là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Khi mà ta gặp chân móc thứ nhất của hai mũi cùng chân ở phía dưới thì luôn luôn móc cho mình vào cái chân móc thứ hai đó hai mũi nửa kép cùng chân. Đây là mũi móc thứ nhất mình móc rồi, thì mũi móc thứ hai của hai mũi cùng chân ta sẽ móc vào đó hai mũi nửa kép. Thì các bạn để ý cho mình nè, hai cái mũi nửa kép mà ta cùng một chân móc ở phía trên này, nó được móc vào cái chân móc thứ hai của hai cái mũi nửa kép ở phía dưới ha. Hai mũi nửa kép cùng chân á, thì cái chân thứ hai này ta luôn luôn móc hai mũi nửa kép vào đó nè. Tương tự cho cái điểm này cũng vậy ha. Thêm mũi vào cái chân thứ hai của hai mũi cùng chân. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình cái vòng tròn này, móc xoắn ốc cho đến khi ta đạt được cái độ rộng của cái phần thân túi ha. Mỗi chân móc là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Chỉ khi nào mà ta gặp cái chân móc thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc ở phía dưới á, thì cái chân móc thứ hai ta sẽ móc hai mũi nửa kép. Sau đó các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Chân kế tiếp là chân móc thứ hai của hai mũi cùng chân ở phía dưới nè. Đây là chân thứ nhất và chân thứ hai, thì chân thứ nhất mình móc rồi, chân thứ hai sẽ móc hai mũi nửa kép ha. Và làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng và làm thêm nhiều vòng móc còn lại, cứ móc xoắn ốc như vậy ha. Thêm mũi lần lượt vào cái chân móc thứ hai của hai mũi cùng chân. Ở đây mình đã móc lên được 1/4 thân túi, thì bây giờ mình muốn chèn cái họa tiết hạt cho cái phần thân túi của mình nó được nổi hơn. Mình sẽ sử dụng màu trắng. Các bạn đưa cho mình sợi len màu trắng ra phía sau mũi móc. Trước khi tạo họa tiết hạt thì ta sẽ bắt đầu móc dấu cho mình cái sợi len thừa này vào trong mũi móc trước ha.
Giấu cho mình một đoạn len thừa này vào trong mũi móc trước. Trước khi thêm họa tiết hạt này vào trong thân túi thì các bạn sẽ đếm cho mình nè. Ở đây ta sẽ có 6 cái điểm, có 2 mũi móc cùng chân ha. Đây là điểm thứ nhất nè. Điểm móc thứ hai. Điểm móc thứ ba. Điểm móc thứ tư. Điểm móc thứ năm và điểm móc thứ sáu. Ở đây ta có 6 cái điểm móc có 2 mũi cùng chân nè, thì các bạn sẽ chia đôi ra cho mình ha. Ta sẽ thêm cái họa tiết hạt vào 3 điểm. 3 điểm và xen kẽ với nhau như thế này. Các bạn đưa cho mình sợi len màu trắng vào trong mũi móc. Và các cái mũi móc ta đều móc tương tự ha. Đưa sợi len ra phía sau mũi móc rồi thì tiếp tục móc cho mình các cái mũi nửa kép vào trong thân túi. Khi móc thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái chân móc. Đây, vào các cái chân móc như thế này. Đồng thời đưa luôn cho mình cái phần len thừa vào trong mũi móc nè. Ta sẽ móc dấu len vào trong mũi móc như thế này. Sau đó tiếp tục mỗi chân móc là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Thì khi móc cái sợi len thừa của mình ở phía trong nó sẽ như thế này nè. Các bạn tiến hành dùng tay á, kéo cho mình cái sợi len căng ra để cái sợi len của mình nó được giấu hẳn hoàn toàn vào trong mũi móc ha. Đây là điểm đầu tiên mà ta thêm họa tiết hạt vào trong nè. Các bạn sẽ chia cho mình làm 3 ha. Thì đây là điểm đầu tiên. Các bạn sẽ tháo cho mình cái điểm đầu tiên mà ta móc cái họa tiết á, của cái màu hồng này ra ha. Đây ta sẽ tháo cái điểm đầu tiên này ra nè. Sau đó lấy len và đâm kim lại cho mình một lần nữa vào chân móc thứ hai của hai mũi cùng chân. Đâm kim vào đây. Sau đó kéo sợi len màu hồng qua chân móc. Khi trên kim đã có 3 chân móc màu hồng như thế này thì các bạn tiến hành gỡ cho mình cái đầu len này ra và thay thế là đầu len màu trắng. Sau đó kéo cái sợi len qua 3 chân móc trên kim. Lúc này trên kim của mình nó sẽ có cái đầu móc màu trắng ha. Mũi móc kế tiếp cũng nằm chung chân với cái mũi móc ta vừa móc thì cũng móc vào đây cho mình một mũi nửa kép. Và ta sẽ móc mũi màu trắng nè. Lấy len màu trắng sau đó đâm kim vào cái chân móc ta vừa móc. Đây, ta sẽ đâm kim vào cùng một chân móc ha. Đâm kim vào đây sau đó kéo sợi len qua chân móc. Ta sẽ kéo sợi len màu trắng qua chân móc. Và khi trên kim đã được 3 mũi móc màu trắng như thế này, ta sẽ gỡ cái sợi len màu trắng ra và thay thế là sợi len màu hồng lại ha. Sau đó tiếp tục kéo cho mình sợi len màu hồng qua 3 chân móc ở trên kim. Lưu ý khi móc các bạn đặt cho mình cái sợi len màu trắng vào chính giữa của kim cũng như là sợi len màu hồng nha. Kéo sợi len màu hồng qua 3 chân móc trên kim. Thì đầu móc của mình lúc này nó trở lại màu hồng rồi ha. Như vậy là ta vừa tạo ra được một họa tiết hạt cho cái phần thân túi. Thì các chân móc tiếp theo các bạn sẽ làm tương tự. Mỗi chân móc là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Khi móc cũng giấu cái sợi len màu trắng vào trong mũi móc. Thì cái họa tiết hạt của mình nó sẽ hoàn tất như thế này ha. Đối với cái sợi len mà ta bắt đầu móc giấu vào trong mũi móc nè. Khi móc đến đâu các bạn sẽ tiến hành kéo căng cho mình sợi len ra ha. Kéo căng sợi len như thế này để cho cái sợi len của mình nó được giấu đều vào trong mũi móc. Và nó sẽ không có bị hở ra phía trước ha. Móc đến đâu ta sẽ kéo len đến đó nè. Thì cái điểm móc thứ nhất ta đã tạo họa tiết hạt rồi. Điểm móc thứ hai cũng là điểm móc của hai mũi cùng chân ở phía dưới. Khi đã tạo được một mũi ở đây thì cái điểm tiếp theo này các bạn sẽ không tạo họa tiết hạt nha. Ta sẽ làm tương tự như các cái vòng móc phía dưới á. Móc vào đó hai mũi nửa kép cùng chân móc và cũng móc bằng cái màu hồng ha. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại nè. Mỗi chân móc là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Cái
điểm móc thứ hai ta đã bỏ qua rồi, không thêm họa tiết hạt, thì đến cái điểm móc thứ ba á. Cái điểm móc thứ ba là cái điểm móc này nè, các bạn sẽ tiến hành thêm cho mình một họa tiết hạt xen kẽ như thế này ha, tương tự như họa tiết hạt mà ta móc ở đây nè. Cái mũi móc thứ nhất đâm kim vào chân móc thứ hai của hai mũi cùng chân ở phía dưới á, thì cái chân móc thứ nhất này các bạn lấy len và ta sẽ tiến hành lấy len màu hồng ha, tương tự như các cái điểm ở phía dưới nè, móc vào hai cái mũi cùng chân móc. Thì đầu tiên ở cái chân móc này các bạn sẽ tiến hành lấy cho mình sợi len màu hồng, sau đó đâm kim vào chân móc thứ hai này, kéo len để trên kim được 3 mũi màu hồng, thì ta sẽ tiến hành thay đầu len. Ta sẽ thay đầu len màu trắng và kéo cái đầu len màu trắng này qua 3 thân chân móc ở trên kim. Khi đã được mũi màu trắng ở phía trên kim rồi thì tiếp tục móc cho mình một mũi nửa kép vào chân móc mà ta vừa móc, cũng bằng sợi len màu trắng ha. Đâm kim vào, sau đó kéo sợi len qua để cho trên kim ta được 3 mũi màu trắng như thế này, thì tiến hành thay sợi len và kéo sợi len màu hồng cho mình qua 3 thân chân móc ở trên kim. Ta được họa tiết hạt thứ hai nè. Các bạn sẽ làm tiếp tục cho mình các cái chân móc tiếp theo ha. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Và làm đến đâu ta sẽ dùng tay kéo căng cái sợi len ra cho cái sợi len của mình được giấu hẳn vào trong mũi móc nè. Điểm móc kế tiếp là điểm móc xen kẽ với cái họa tiết hạt mà ta vừa tạo, cũng móc vào chân thứ hai của hai mũi cùng chân phía dưới hai mũi nửa kép. Đây, ta được xen kẽ các cái họa tiết hạt. Thêm, không thêm nè, thêm và không thêm. Thì tiếp tục cái điểm móc tiếp theo ta sẽ thêm một họa tiết hạt ở đây. Mỗi chân móc là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Đến cái chân móc mà ta cần phải thêm họa tiết hạt rồi thì sẽ làm cho mình một họa tiết hạt tương tự như các cái họa tiết hạt mà ta móc ở đây. Mũi móc đầu tiên ta sẽ móc là mũi móc màu hồng. Lấy len và đâm kim vào chân thứ hai của hai mũi cùng chân phía dưới á. Đâm kim vào chân móc này và kéo len qua chân móc. Đây chân thứ hai nè. Đâm kim vào đây, kéo sợi len màu hồng qua chân móc. Trên kim được 3 mũi móc màu hồng như thế này, tiến hành thay sợi len màu trắng và kéo sợi len màu trắng qua 3 cái chân móc trên kim. Khi đầu kim đã đạt được màu trắng rồi thì tiếp tục móc thêm một mũi nửa kép vào chân móc mà ta vừa móc. Lấy len và đâm kim cùng một chân ha. Trên kim được 3 mũi móc như thế này thì tiến hành đổi cái sợi len màu hồng và kéo sợi len màu hồng qua 3 chân móc trên kim, cũng đưa cho mình sợi len màu trắng vào chính giữa nha. Sau đó kéo len qua 3 chân móc trên kim nè. Ta được thêm một họa tiết hạt cuối cùng cho cái vòng tròn này. Các chân móc kế tiếp thì mỗi chân móc cũng móc một mũi nửa kép. Các bạn sẽ móc cho mình thêm một đoạn ha. Khi móc đến đâu ta sẽ kéo cái sợi len đến đó nè, cho sợi len được giấu vào trong mũi móc. Sau đó làm tương tự, cũng thêm mũi vào chân thứ hai của hai mũi có cùng chân ở phía dưới á. Thêm vào đó hai mũi nửa kép. Lúc này cái phần thân túi của mình đã tạo ra được 3 họa tiết hạt xen kẽ với nhau. Đây ta sẽ có 3 họa tiết hạt xen kẽ với nhau như thế này. Thì cái điểm cuối cùng này khi móc xong, các bạn sẽ móc thêm cho mình vài điểm nữa để ta có thể giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc nè. Đối với việc trang trí các cái họa tiết hạt này lên trên thân túi á, thì ta sẽ có xen kẽ ha. Hàng móc thêm họa tiết hạt thì các hàng móc tiếp theo sẽ không thêm họa tiết hạt. Sau đó tiếp tục cái hàng móc tiếp theo nó sẽ thêm họa tiết hạt. Thì ở đây các bạn sẽ tiến hành cắt cho mình hai cái đầu len này. Khi đã cắt được cái đầu len thừa rồi thì lúc này cái mũi móc của mình nó đã tương tự giống như các cái mũi móc ở phía dưới rồi. Ta sẽ không phải giấu cái sợi len vào trong mũi móc nữa. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình thêm 2 đến 3 hàng móc nữa. Sau đó mình sẽ thêm một hàng móc có họa tiết hạt ha.
và mỗi hàng móc ta đều móc thêm mũi vào chân móc thứ hai của hai mũi cùng chân nha. Móc cho mình thêm 2 đến 3 hàng móc nữa tương tự. Ở đây mình đã lên thêm được 2 hàng móc và cũng thêm mũi tương tự như các cái hàng móc phía dưới. Đến cái họa tiếp hạt cuối cùng mà ta thêm ở phía trên này nè, cái họa tiếp hạt cuối cùng của cái hàng móc phía dưới á, thì để phân biệt được họa tiếp hạt này các bạn sẽ canh cho mình nè. Đây, cái hàng móc tiếp theo nó sẽ nằm ở phía trên của họa tiếp hạt đầu tiên mà ta gặp ở đây. Thì đây sẽ là điểm cuối cùng nè. Từ cái điểm cuối cùng này các bạn sẽ tiến hành thêm cho mình cái hàng móc tiếp theo này và thêm hạt ở các cái điểm nằm chính giữa của hai họa tiết hạt phía dưới ha. Khi ta đã thêm ba họa tiết hạt ở phía dưới rồi thì ba họa tiết hạt của hàng móc phía trên nó sẽ nằm xen kẽ như thế này nè. Thì trước khi móc cái họa tiết hạt đầu tiên cho hàng móc tiếp theo này, các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn ở đây từ cái điểm móc mà ta móc họa tiết hạt ở phía dưới á, cuối cùng của họa tiết hạt á, thì các bạn sẽ tiến hành móc cho mình một đoạn len thừa, sau đó mình mới bắt đầu móc thêm họa tiết hạt nha. Và họa tiết hạt của mình cũng được tạo ở các cái mũi ta thêm ở đây nè. Bây giờ ta sẽ tiến hành thay màu trắng vào. Thay màu trắng và móc cho mình một đoạn trước, sau đó mới tạo hạt nha. Tương tự như họa tiết hạt phía dưới, các bạn cũng đưa cho mình sợi len màu trắng ra phía sau mũi móc. Sau đó các chân móc tiếp theo, mỗi chân móc là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Và khi móc cũng giấu cái sợi len màu trắng vào trong mũi móc. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Và cái sợi len thừa nè, khi móc đến đâu các bạn cũng kéo căng cho mình để cái sợi len của mình nó được giấu hoàn toàn vào trong mũi móc nha. Mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Các bạn cứ kéo căng cho mình cái sợi len màu trắng ha, cho cái mũi móc của mình được giấu vào nè. Khi đến cái điểm thêm mũi đầu tiên ở đây là cái điểm mà ta bắt đầu thêm họa tiết hạt. Thì điểm này nó sẽ nằm chính giữa của hai họa tiết hạt phía dưới. Đầu tiên thì ta cũng tương tự tạo một mũi màu hồng trước. Lấy len sau đó đâm kim vào cái chân móc. Kéo len qua chân móc. Khi được 3 mũi màu hồng ở trên kim thì ta tiến hành thay sợi len. Đổi sợi len màu trắng, sau đó kéo cái sợi len màu trắng này qua 3 chân móc trên kim. Sau đó tiếp tục từ cái điểm này tạo cho mình một chân móc màu trắng. Cũng lấy len màu trắng, sau đó đâm kim vào chân móc ta vừa móc. Kéo len. Được 3 mũi màu trắng ở trên kim thì tiếp tục đổi sợi len cho mình. Sau đó kéo sợi len màu hồng qua 3 chân móc trên kim. Thì ba họa tiết hạt của mình lúc này nó nằm xen kẽ với nhau ha. Và đây ta cũng được 2 mũi nửa kép nè, làm tương tự cho các chân móc còn lại. Khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Gặp cái điểm móc ta thêm mũi tiếp theo thì các bạn sẽ móc vào đây cho mình 2 mũi nửa kép cùng một chân móc. Và ở đây ta sẽ không thêm họa tiết hạt nha. Móc vào đây cho mình 2 mũi nửa kép. Và 2 mũi nửa kép của mình sẽ là 2 mũi nửa kép màu hồng. Đây, móc vào đây một mũi nửa kép thứ nhất và mũi nửa kép thứ hai nè. Sau đó sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái điểm mà ta thêm tiếp theo. Thì điểm tiếp theo này nó cũng nằm chính giữa của hai họa tiết hạt ở phía dưới, cũng thêm cho mình một họa tiết hạt tương tự. Sau đó ở đây ta cũng thêm nè, nằm chính giữa của hai họa tiết hạt phía dưới ha. Thêm cho mình 3 điểm ở cái hàng móc này. Và các họa tiết hạt của mình nó cũng nằm xen kẽ như thế này. Khi móc một đoạn thì các bạn cũng tiến hành kéo căng cho mình sợi len màu trắng ha. Móc cho đến cái điểm ta thêm họa tiết hạt tiếp theo. Sau khi đã móc được đến cái mũi móc mà ta bắt đầu thêm họa tiết hạt nè, nó nằm chính giữa của hai họa tiết hạt phía dưới,
thì ở cái điểm này ta sẽ thêm hai mũi vào đây, tức là mũi đầu tiên sẽ thêm là mũi màu hồng. Được 3 mũi thì thay sợi len màu trắng nè và kéo len. Tiếp tục móc một mũi màu trắng. Kéo len, sau đó thay sợi len màu hồng. Và kéo len qua 3 chân móc trên kim. Khi được họa tiết hạt rồi thì các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc sẽ là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Làm đến đâu thì sẽ kéo căng sợi len đến đó nè, thì sợi len của mình lúc này ở phía trong nó cũng được giấu vào. Làm tương tự cho đến cái điểm hạt cuối cùng mà ta thêm. Như vậy là họa tiết hạt của mình nó đã nằm xen kẽ với nhau như thế này và cách nhau là hai hàng móc. Và cũng tương tự như cách mà ta thêm họa tiết hạt ở cái hàng phía dưới á, thì khi đã thêm được 3 họa tiết hạt ở phía trên rồi, đến cái điểm móc cuối cùng các bạn sẽ tiến hành cắt len cho mình ha. Trước khi cắt len thì sẽ móc cho mình một đoạn len dài nữa để mình có thể giấu sợi len vào trong mũi móc. Và cứ thêm mũi cho đến khi phần thân túi này đủ độ rộng ha. Sau khi đã lên thêm được nhiều hàng móc và cái phần thân túi của mình nó đạt được cái độ rộng như thế này rồi, thì hàng móc tiếp theo ta sẽ không tăng mũi nè. Và ở đây cái hàng móc mà ta không thêm mũi nó cũng nằm ở cái hàng móc mà ta bắt đầu thêm họa tiết hạt. Đối với các cái hàng móc ở phía trên, để xác định được cái điểm nằm ở chính giữa thì các bạn cũng không cần phải dựa vào cái điểm mà ta thêm mũi nữa, mà các bạn có thể thêm cho mình một điểm bất kỳ, miễn làm sao cho nó nằm ở chính giữa của hai họa tiết hạt gần nhất ha. Nó nằm chính giữa và thẳng hàng với họa tiết hạt ở phía dưới nè. Thì trước tiên các bạn sẽ đưa cho mình sợi len ra phía sau mũi móc và móc cho mình một đoạn để ta có thể giấu được cái sợi len thừa này vào trong mũi móc trước. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Và cũng tương tự ha, móc đến đâu thì ta sẽ kéo cái sợi len cho cái sợi len của mình nó được căng hơn. Đây ta sẽ kéo cho cái sợi len này nó căng hơn nè, để có thể giấu được hoàn toàn vào trong mũi móc. Khi móc đến cái điểm mà ta bắt đầu thêm họa tiết hạt cho cái hàng móc này nè, nó cũng nằm thẳng hàng với cái họa tiết hạt ở phía dưới á, và nằm chính giữa của hai họa tiết hạt hàng móc thứ hai, thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái họa tiết hạt ở đây. Đầu tiên là các bạn sẽ móc cho mình một mũi màu hồng có đầu len màu trắng nè. Được 3 mũi móc màu hồng trên kim thì thay sợi len và kéo sợi len màu trắng qua chân móc. Sau đó tiếp tục móc vào chân kế bên á, ta sẽ không thêm mũi ở đây nữa mà các bạn móc luôn cho mình qua chân kế bên ha. Cũng thay đầu len. Sau đó kéo len qua 3 chân móc trên kim. Như vậy là hàng móc này mình không tăng mũi nữa nè. Các bạn cứ móc tương tự, mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc để ta tạo họa tiết hạt. Móc thêm hai họa tiết hạt nữa để ta hoàn tất được 3 họa tiết hạt cho cái hàng móc tiếp theo này, sau đó cắt len. Và lưu ý các cái hàng móc tiếp theo ta không tăng mũi nữa nha, vì nó đã đạt được cái độ rộng của phần thân túi rồi. Cứ mỗi chân móc là móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và ta sẽ không tiến hành thăng mũi nữa nè. Cứ móc xoắn ốc như vậy cho đến khi chiều cao từ đáy túi đến cái hàng móc ta thêm cuối cùng á, nó đạt được 2/3 so với thân túi nha. Và khi thêm các cái họa tiết hạt cũng lưu ý móc thêm xen kẽ cho mình để cho cái họa tiết hạt của mình nó được đều nhau hơn nè. Nằm chính giữa của hai họa tiết hạt này sẽ là họa tiết hạt tiếp theo mà ta móc. Khi đã lên thêm được nhiều hàng móc không tăng mũi, lúc này cái chiều cao của phần thân túi mình nó đã đạt được 2/3 so với toàn bộ thân túi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi cho cái phần miệng túi nó bo lại. Các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc của cái hàng móc cuối cùng mà ta thêm ở đây, sau đó chia ra 12, thì ta sẽ lấy cái số chẵn đó nha,
Ở đây mình được 64 chia cho 12 ta sẽ được 5. Thì ba chân móc tính từ cái điểm móc cuối cùng mà ta thêm ở đây nè. Tính từ cái điểm móc cuối cùng này, các bạn sẽ móc thêm cho mình 3 mũi móc nữa. Mỗi chân móc là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Ta được 3 mũi nửa kép cho 3 chân móc tính từ cái họa tiết hạt cuối cùng mà ta móc ở đây. Thì mũi móc thứ tư và thứ năm các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình thành một chân nè. Hai mũi móc này sẽ chụm lại thành một chân ha. Lấy len sau đó đâm kim vào chân thứ tư, kéo len qua chân móc, tiếp tục đâm kim vào chân thứ năm và cũng kéo len qua chân móc. Lúc này cái phần trên kim của mình có 4 mũi móc thì ta lấy len qua hết 4 chân móc trên kim. Thì mũi móc thứ tư và thứ năm của mình cũng chụm lại được thành một chân rồi nè. Ta sẽ có cái cụm 5 mũi móc như thế này. Và 5 mũi móc của mình sẽ chụm lại được thành 4 chân ha. Hàng móc mà ta giảm mũi này nó cũng nằm ở cái hàng móc mà ta bắt đầu thêm họa tiết hạt á. Các bạn cũng đưa cho mình cái sợi len ra phía sau nè. Khi đã đưa được sợi len ra phía sau rồi thì tiếp tục 3 chân kế tiếp, mỗi chân sẽ là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Khi móc cũng giấu sợi len vào trong mũi móc ha. Được 3 mũi vào 3 chân móc rồi thì chân thứ 4 và thứ 5 sẽ chụm lại thành một chân nè. Trước khi chụm chân thì các bạn sẽ để ý cho mình nè. Chân móc thứ 3 kế tiếp nó sẽ là cái chân móc mà ta thêm họa tiết hạt. Thì hai chân này khi chụm chân các bạn sẽ tạo cho mình cái chân móc cuối cùng là cái chân móc màu trắng ở trên kim ha. Được 4 chân móc màu hồng trên kim rồi thì tiến hành thay cho mình sợi len màu trắng. Sau đó kéo sợi len màu trắng qua 4 chân móc ở trên kim. Mũi chụm của mình lúc này sẽ có đầu móc màu trắng nè. Mũi móc tiếp theo ta sẽ thêm họa tiết hạt. Thì các bạn sẽ tương tự nè, móc cho mình một họa tiết hạt vào đây. Kéo len. Khi được 3 mũi màu trắng trên kim thì ta tiến hành thay màu hồng vào và kéo len qua 3 chân móc trên kim. Ta tạo ra được họa tiết hạt thẳng hàng với họa tiết hạt phía dưới. Và cái hàng móc giảm mũi này ta đã được một mũi móc rồi. Tiếp tục hai chân kế tiếp, mỗi chân sẽ là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Như vậy là ở đây mình được 3 mũi nè, 3 mũi cho 3 chân móc thì chân thứ 4 và thứ 5 sẽ chụm lại thành một chân, tương tự như các cái mũi chụm mà ta vừa chụm ha. Lấy len và đâm kim lần lượt vào chân thứ 4, sau đó tiếp tục đâm kim vào chân thứ 5 và kéo len qua 4 chân móc trên kim. Ta cũng được 4 mũi móc được tạo từ 5 chân móc ở phía dưới, tương tự. Thì tiếp tục 3 chân kế tiếp, mỗi chân sẽ làm một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Đến cái chân móc thứ 4 và thứ 5 thì sẽ chụm lại cho mình hai chân móc này thành một chân để ta có thể bo được cái phần cổ túi. Từ đây các bạn cứ tiếp tục làm tương tự cho mình các cái cụm chân móc như thế này, móc cho đến cái chân móc mà ta chụm đầu tiên ở đây ha. 5 chân móc ta sẽ chụm lại thành 4 chân móc. 3 chân đầu tiên là mỗi chân một mũi nửa kép. Còn hai chân cuối cùng ta sẽ chụm lại thành một chân ha. Móc tương tự cho mình và cũng thêm họa tiết hạt thẳng hàng với cái họa tiết hạt ở phía dưới nè. Móc tương tự cho các cụm còn lại. Sau khi đã giảm được các cái cụm chân móc cho đến cái chân móc đầu tiên mà ta giảm ở đây nè. Thì mỗi chân móc các bạn cũng tương tự, móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Đến khi gặp cái chân móc mà ta chụm chân ở phía dưới á, ta chụm lại thành một chân nè. Thì cái chân móc mũi chụm này và cái chân kế bên, các bạn sẽ chụm lại cho mình hai chân thành một chân. Cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Chân kế bên cũng đâm kim và kéo len, sau đó kéo len qua 4 chân móc trên kim. Như vậy là các cái mũi chụm của mình nó sẽ nằm thẳng hàng với nhau ha. Tương tự các chân móc kế tiếp, mỗi chân là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc.
Thì các cái hàng móc giảm mũi này khi gặp cái chân móc chụm chân ở phía dưới thì cái chân móc chụm chân này với cái chân kế bên á, ta sẽ chụm lại thành một chân. Tương tự lấy len và đâm kim lần lượt vào các cái chân móc và kéo len qua bốn chân móc trên kim. Sau đó tiếp tục cứ móc cho các chân móc tiếp theo, mỗi chân móc là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Và tương tự gặp chân móc ta giảm mũi ở phía dưới nè, ta chụm lại thành một chân thì chân này và chân kế bên sẽ chụm lại thành một chân ha. Đây, chân giảm mũi, sau đó chân kế bên. Và kéo qua bốn chân móc trên kim. Như vậy là ở cái hàng móc giảm mũi này các bạn cũng tương tự, ta sẽ móc xoắn ốc nè. Mỗi chân móc là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Khi gặp cái chân móc mà ta chụm lại thành một chân á, thì cái chân móc chụm chân này với cái chân kế bên, hai chân này ta sẽ chụm lại thành một chân ha. Móc xoắn ốc như vậy cho đến khi cái độ rộng của miệng túi nó đạt được cái độ rộng để ta có thể bỏ dụng cụ vào ha. Đạt được cái độ rộng nhất định thì các bạn sẽ ngưng cho mình. Mỗi chân móc ta cũng móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Chỉ khi nào mà ta gặp cái chân móc chụm chân thì cái chân chụm chân này với cái chân kế bên ta sẽ chụm lại thành một chân ha. Kéo qua bốn chân móc trên kim nè. Sau khi giảm được mũi móc và tạo họa tiết hạt cho phần thân túi thì lúc này cái phần miệng túi của mình nó đã có cái độ rộng như thế này rồi. Để kết thúc cái họa tiết màu hồng này và tạo cái phần thân lá ở phía trên thì cái mũi móc mà ta kết thúc ở đây nè, ta vừa kết thúc ở đây là mũi nửa kép, các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân kế bên này một mũi móc đơn để ta hạ thấp được cái mũi móc ha. Khi được một mũi móc đơn thì bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi dời, kéo và cắt len. Lúc này sợi len thừa của mình nó đang nằm ở ngoài của hàng móc, các bạn sẽ dùng kim móc đâm cho mình từ trong ra ngoài vào chân móc mà ta vừa móc mũi dời á, sau đó kéo sợi len thừa vào trong và tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ở phía trong ha. Khi đã giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc thì phần thân túi của mình nó đã hoàn tất như thế này. Các bạn sẽ sử dụng màu xanh để tạo cái phần lá ở phía trên. Ta sẽ đâm kim vào một chân móc bất kỳ của phần thân túi nè. Các bạn có thể đâm kim cho mình vào chân móc bất kỳ ha. Đưa sợi len vào trong mũi móc, sau đó đâm kim vào chân móc bất kỳ. Kéo sợi len qua mũi móc. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó di chuyển kim đến chân móc kế bên và móc vào đây một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng tương tự, móc một mũi móc đơn vào đây. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Khi móc cái sợi len màu xanh này cũng móc giấu vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Và sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết cái phần miệng túi. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc đến cuối hàng thì móc vào chân móc của mũi đơn này một mũi dời. Từ đây lên 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Thì 3 mũi móc xích này, 2 mũi đầu tiên ta sẽ gọi là một thân chân móc, mũi thứ 3 sẽ là một mũi móc xích tạo khoảng cách ha. Thì tiếp tục bỏ qua cho mình cái chân móc ta vừa móc mũi dời nè, bỏ qua chân móc mũi dời và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Từ đây lên một mũi móc xích. Tiếp tục bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp của cái hàng móc phía dưới một mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích. Tương tự bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Như vậy là ở đây mình đã tạo ra được các cái khoảng trống để mình có thể luồn dây cài điều chỉnh. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Cũng lên một mũi móc xích, bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Ta sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng ha.
Lưu ý khi móc đến cuối hàng để tạo khoảng trống thì các cái khoảng trống mà ta tạo luôn luôn là số chẵn nha. Đến cuối hàng thì móc lên một mũi móc xích. Ở ba cái mũi móc xích đầu tiên mà ta gây nên nè, các bạn sẽ đếm lên cho mình hai mũi móc và đâm kim vào chân móc thứ hai, móc vào đây một mũi dời. Như vậy là hàng móc tạo khoảng trống ta sẽ có các cái khoảng trống là số chẵn. Từ đây lên một mũi móc xích. Móc vào cái khoảng trống mà ta gặp đầu tiên một mũi móc đơn. Khi được mũi móc đơn vào cái khoảng trống đầu tiên rồi thì cái khoảng trống thứ hai các bạn sẽ tạo cho mình một họa tiết lá. Và họa tiết lá của mình bao gồm một mũi nửa kép. Sau đó là một mũi kép đơn. Tiếp tục là một mũi kép đôi, cũng cùng một khoảng trống nha. Mũi kép đôi các bạn sẽ tiến hành lấy len hai lần lên kim. Sau đó đâm kim vào cái khoảng trống ta vừa móc. Kéo len. Khi trên kim được 4 mũi móc thì lần lượt kéo len qua hai chân móc trên kim ha. Kéo len lần thứ nhất. Kéo len qua hai chân móc trên kim lần thứ hai. Và kéo len qua hai chân móc trên kim lần cuối cùng. Như vậy là ta được một mũi kép đôi nè. Và lúc này chiều cao của các cái mũi móc nó sẽ tăng dần lên ha. Từ đây lên 3 mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân móc của cái mũi kép đôi ở phía dưới nè. Đây là chân móc của mũi kép đôi và móc một mũi dời. Ta tạo ra được nửa họa tiết lá như thế này và có cái độ nhọn ở phía trên. Để kết thúc được họa tiết lá này, các bạn sẽ móc giảm dần cho mình số mũi móc. Tức là ở đây mình sẽ có mũi nửa kép, kép đơn sau đó đến kép đôi. Thì bây giờ các bạn sẽ móc tiếp cho mình vào cái khoảng trống ta vừa móc một mũi kép đôi trước. Sau đó là một mũi kép đơn và một mũi nửa kép ha. Kép đôi sẽ lấy len hai lần lên kim và đâm kim vào khoảng trống ta vừa móc. Kéo len sau đó lần lượt kéo len qua hai chân móc ở trên kim nè. Lần thứ hai và lần thứ ba. Được mũi kép đôi rồi tiếp tục móc một mũi kép đơn. Sau đó là một mũi nửa kép. Như vậy là ta đã tạo được họa tiết lá nhọn như thế này ha. Họa tiết lá của mình sẽ móc xen kẽ ha. Một mũi móc đơn, sau đó là họa tiết lá. Sau đó tiếp tục là một mũi móc đơn. Thì kết thúc cái họa tiết lá này các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống tiếp theo mà ta gặp á. Cái khoảng trống tiếp theo này sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Đây, như vậy là họa tiết lá của mình vừa hoàn tất. Nó sẽ có cái độ vĩnh ra ngoài nè. Khi được mũi móc đơn vào khoảng trống kế bên thì khoảng trống kế tiếp sẽ tạo cho mình một họa tiết lá. Và họa tiết lá của mình cũng tương tự như họa tiết lá mà ta vừa tạo ở đây, gồm có 6 mũi móc. Mũi nửa kép, sau đó tiếp tục là mũi kép đơn. Mũi thứ ba là mũi kép đôi, lấy len hai lần. Đâm kim vào khoảng trống ta vừa móc. Kéo len sau đó lần lượt kéo len qua hai chân móc trên kim. Lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba. Sau đó lên 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Đâm kim vào chân móc của mũi kép đôi, móc vào một mũi dời. Từ đây tiếp tục giảm độ cao của các mũi móc, tức là ta sẽ móc giảm dần mũi kép đôi. Lấy len hai lần, đâm kim vào khoảng trống, sau đó lần lượt kéo len qua hai chân móc trên kim. Lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba. Khi được mũi kép đôi rồi tiếp tục móc một mũi kép đơn vào khoảng trống ta vừa móc luôn ha. Được mũi kép đơn rồi móc một mũi nửa kép. Sau đó đâm kim vào khoảng trống kế bên và móc một mũi móc đơn để ta hoàn tất được họa tiết lá này. Như vậy là ta đã có được hai họa tiết lá ha. Thì cái họa tiết lá của mình nó sẽ nằm xen kẽ giữa các cái khoảng trống phía dưới ha. Được mũi móc đơn rồi thì khoảng trống kế bên sẽ tạo một họa tiết lá nè. Gồm 6 mũi móc tương tự như 6 mũi móc ở bên này. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Mỗi họa tiết lá sẽ gồm có một mũi nửa kép. Tiếp tục một mũi kép đơn. Sau đó là một mũi kép đôi.
từ đây lên 3 mũi móc xích. Móc vào chân móc của mũi kép đôi một mũi dời. Sau đó tiếp tục giảm dần cái họa tiết lá bằng mũi kép đôi. Tiếp tục là mũi kép đơn. Và cuối cùng là mũi nửa kép. Sau đó đâm kim vào cái khoảng trống kế bên và móc một mũi móc đơn. Và làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì các cái khoảng trống mà ta tạo đầu tiên là số chẵn á, thì lúc này cái điểm móc cuối cùng của mình nó sẽ tạo một họa tiết lá nè. Đây, tạo một họa tiết lá. Tiếp tục móc cho mình vào chân móc của mũi đơn đầu tiên bên này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau khi đã giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc thì các bạn sẽ móc thêm cho mình một sợi dây móc xích màu xanh để mình luồn cái sợi dây này vào trong các cái khoảng trống mà ta tạo nè, để ta có thể điều chỉnh được phần cổ của túi và cột lại điều chỉnh ở phần trước ha. Để cho hai đầu dây có điểm nhấn hơn thì hai đầu dây các bạn sẽ tạo cho mình cái họa tiết lá tương tự như họa tiết lá ở cái phần thân túi á, cũng giảm mũi dần như thế này. Ở hai bên thân túi thì ta sẽ tạo một sợi dây đeo chéo vào thân của bé. Và hai đầu dây này sẽ được móc đối xứng với nhau vào các cái mũi móc mà ta bắt đầu cho cái hàng móc giảm mũi của phần thân túi nè. Để mình tạo được sợi dây đeo vào thân của bé ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu túi hình quả dâu dùng để đựng phụ kiện cho bé xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công!